everyone, today I'll cook pineapple chicken. This is very simple dish, but it tastes very good. So how to cook the pineapple chicken? Let's start it. I marinate the chicken first with 2 tablespoons of salt and 1 teaspoon of sugar and a little bit of MSG. If you don't want it, so don't put it in. Add 1 tablespoon of garlic into the pan and cook it until it smells good. And pour all the chicken in. Stir it well to cook it until all the juice in the chicken has come out. And I don't put any water in here. I just want natural juice in the chicken come out. So that's way make it more good. And then I will cover with the lid and cook it about 15 to 20 minutes. Here I already have scallion and cilantro. Pineapple. After 15 minutes, I put all the pineapple in the pan and cover with the lid again and cook it about 7 minutes. And then I stir it, mix it well, and then I will taste and season again. This is flour with 2 tablespoons of water mixes. And put in here to make the sauce thicker and more flavor into the chicken and the pineapple. That's way make it good. And scallion, cilantro on the top with a little bit of black pepper. And that's it. It's very easy, right? Now time to enjoy. Yummy, yummy. This is the hand crepe maker. Looks really cool, guys. Let's check it out. Thì cái sản phẩm này mình thấy giới thiệu thấy hay quá và tiện lợi quá thì mình mua về. Có thể làm ra cái loại bột mỏng như thế này, rồi mình có thể kẹp vô với jelly, thêm trái cây vô, hay là mình bỏ kem vô mình cuộn lại. Bên trong nó như thế này, có một cái dĩa để đựng bột. Khi bột mình làm xong mình sẽ đổ vào đây. Rất là đơn giản ha. Cái bề mặt này gì là mình chỉ cần ịnh vô là mình làm được rồi, mình không có phải như cái chảo của mình mà đổ bột vào trong nữa. Đó, mình chỉ cần cho bột vào cái trong này rồi mình ịnh như thế này. Đây là cái giấy hướng dẫn có kèm theo cho mình một cái để mình lấy bánh ra dễ dàng. Okay, let's see, let's start remove all the part material and any stickers. With grill plate with the damp cloth or sponge to remove any dust. Whip dry with a soft cloth or paper towel. Khi mà mình mở ra hết tất cả xong rồi mình có thể làm sạch nó đó bằng cái miếng vải hay là cái miếng mình rửa chén, nhưng mà cái mềm á, bên mềm thôi, không có làm bên cứng, để mình làm cho nó sạch hết, chùi qua cho nó sạch sẽ đó trước khi mình sử dụng. Select location where until is to be used. Kiếm cái nơi mà mình có thể chịu được cái độ nóng này á. Leaving enough space between back of until and wall to allow heat to flow without damage to the cabinets and walls. Đại khái là người ta nói mình để cái nơi nào mà cho nó an toàn chút. Tại vì cái này mình mở lên mình làm nó bị nóng. Nóng thì nhiều lúc nó sẽ dễ bị hư. Bật cái nút này. Bật cái nút on off á, cái nút mở đó. When your maker is heating for first use, it may emit slight smoke. This is normal and should disappear after 1 or 2 use. Khi mà mình mở là mình sử dụng lần đầu tiên thì nó có thể có một tí xíu khói hoặc là cái mùi chút á, nhưng mà không sao, cái này bình thường thôi. Khi mà mình xài qua lần thứ 2, thứ 3 gì đó
thì sau đó nó sẽ không còn nữa. Care and cleaning important and plus and allow it to cook before cleaning. Never immerse the machine in water or any other liquid. Khi sử dụng mình có thể làm sạch nó và đừng có nhúng nó vô trong cái nước hay là các cái chất gì như là xà bông rồi này kia là không có sử dụng lên. Ví dụ như là giấy, paper towel, như giấy sử dụng cho bếp á, mình nhúng cái nước cho nó ướt hết rồi mình chùi nó. Mình lau just clean it before and after use with the wet paper sau towel. Sau khi mình sử dụng xong like mình this. Cũng lau bằng cách này. Không có sử dụng xà bông được. Sẵn đây mình thử làm luôn thử coi có thành công không. Ngay lần đầu tiên mình mới mua về không ha mọi người. Here I try with the pancake flour. Let's see how it looks like for the first time. Bột đây mình sử dụng cái bột Mỹ bên này người ta pha sẵn á, bột làm pancake á, để ăn sáng á. Rồi mình thêm vào đây một cái trứng nữa để cho nó có độ giòn giòn. Giờ mình gắm điện lên mình mà để trong vòng 3 đến 4 phút cho nó nóng. Rồi mình thấy cái bề mặt nó cũng nóng rồi đó. Rồi mình lần thôi thì nó sẽ có cái độ mỏng giòn. Mình tiếp tục làm tiếp nha. Vì nó mỏng đó, cái độ nóng của nó rất là nhanh chín. Nó rồi xong rồi sau đó mình sẽ tùy thích mình bỏ trái cây gì vô thì mình bỏ, rồi mình bỏ kem vô mình kẹp vô ăn, hay là mình có thể bỏ mứt trái cây như bên này á, bỏ jelly vô inside and fresh fruit or ice cream. You can put anything in there you like, or you can roll with the egg, cheese, tomato. Làm cái mặt bên kia vậy để cho nó vàng vàng thêm tí nè. Đó em làm xong rồi đó. Sao anh một chút anh muốn làm gì, trứng với cheese hả? Why you make so much em? Vậy em làm như đó rồi, ịnh nó ra như đó rồi. That's a lot. Nó sẽ khó em để lâu quá em. Bỏ đi chơi đi lắm. What's that? Ice cream? Cheesecake?